An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Treo, hiệu quả đã được chứng minh. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Vừa qua, Sơn Tùng MTP đã tung bản live muộn rồi mà sao còn trong buổi livestream giật mình lần một. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ thay đổi chiến thuật, không tung MV mà hé lộ bản audio gây tò mò cho các fan. Giữ đúng lời hứa, đúng 21 giờ 57 phút ngày 29 tháng 4, Sơn Tùng MTP chính thức tung ra MV muộn rồi mà sao còn trên kênh YouTube. Ngay từ thời điểm chưa công chiếu, đã có tới hàng chục nghìn người trực chờ để đón chào sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2020 của nam ca sĩ. Màn comeback của Sơn Tùng MTP cùng Muộn Rồi Mà Sao Còn đang tạo nên dư chấn không hề nhỏ trên mạng xã hội. Theo thành tích từ phía nam ca sĩ công bố, MV Muộn Rồi Mà Sao Còn đã thần tốc cán mốc 1 triệu view chỉ sau 7 phút lên sóng. Chưa dừng lại ở đó, trong vòng 45 phút, sản phẩm mới của Sơn Tùng đã chinh phục được con số 2,5 triệu view. Trước đó, số lượt xem công chiếu trực tiếp hiển thị trên YouTube là hơn 435.000. Phía nam ca sĩ cũng công bố số liệu cụ thể hơn là 662.000 view. Bên cạnh đó, MV Muộn Rồi Mà Sao Còn cũng thu hút đông đảo lượt bình luận, bàn tán của khán giả, cũng như có đến hơn 406.000 lượt like sau hơn 60 phút ra mắt. Đặc biệt, sau khoảng hơn 5 tiếng phát hành, cộng đồng fan của Sơn Tùng MTP đã phấn khích hơn bao giờ hết khi MV Muộn Rồi Mà Sao Còn đã chính thức cán mốc top 1 trending YouTube. Cho đến thời điểm hiện tại, MV vẫn đang trụ vững ngôi vương và sở hữu hơn 5 triệu lượt xem. Bên cạnh top 1 trending chóng vánh, Sơn Tùng MTP còn xuất sắc lọt top trending tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể, MV Muộn Rồi Mà Sao Còn đang sở hữu vị trí thứ 4 trending tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Séc, thứ 5 trending tại Đài Loan, thứ 6 trending tại Phần Lan, thứ 7 trending tại Thụy Điển, thứ 8 trending tại Singapore, 17 trending tại Úc, 20 trending tại Canada, 22 trending tại Hungary, 25 trending tại Nga, 28 trending tại Đức và 33 trending tại Hà Lan. Ngoài những con số đó, Muộn Rồi Mà Sao Còn đã giúp Sơn Tùng tăng thêm ít nhất hơn 80.000 subscribe. Theo số liệu thống kê từ trang Social Plex, trong vòng 3 ngày kể từ ngày 27 tháng 4, ra mắt bản audio Muộn Rồi Mà Sao Còn đến ngày 29 tháng 4, ra mắt MV Muộn Rồi Mà Sao Còn, kênh YouTube của Sơn Tùng đã thu về tổng cộng hơn 80.000 subscribe, nâng tổng subscribe lên 8,82 triệu và sẽ cán mốc 9 triệu trong thời gian tới. Không chỉ có YouTube, ngay sau khi Sơn Tùng ra mắt MV Muộn Rồi Mà Sao Còn, nam ca sĩ cũng như sản phẩm mới cũng nhanh chóng phá đảo mạng xã hội, thật là Twitter với rất nhiều hashtags lọt top trending Twitter, trong đó có thể kể đến như Sơn Tùng MTP, Muộn Rồi Mà Sao Còn Release, đều nắm những vị trí quan trọng trong top thịnh hành Twitter Việt Nam. Tính đến nay, Sơn Tùng MTP vẫn là cái tên dẫn đầu khi sở hữu 3 MV có lượt xem công chiếu nhiều nhất Vpop, top MV đạt top 1 trending YouTube nhanh nhất Vpop. Có chắc yêu là đây, 4 giờ 50 phút. Chúng ta của hiện tại, 5 giờ, Muộn Rồi Mà Sao Còn, 5 giờ 10 phút. Tặng anh cho cô ấy, hơn 5 giờ, hãy trao cho anh, 6 giờ. Nếu xét trên toàn bộ MV Vpop, Muộn Rồi Mà Sao Còn dừng lại ở vị trí thứ 4, Muộn Rồi Mà Sao Còn đã để tự thua 3 MV khác của chính Sơn Tùng MTP. Có chắc yêu là đây, chúng ta của hiện tại, hãy trao cho anh. Đặc biệt, kỷ lục 901.000 lượt xem công chiếu của Có Chắc Yêu Là Đây vẫn chưa bị xua đổ. Không ít fan lẫn khán giả đã có những đánh giá cao về bài mới của Sơn Tùng khi phần lời đã rõ ràng hơn, không cần bật vì sức khi nghe như những hit trước đó. Ngoài ra, có rất nhiều khán giả yêu thích hình ảnh, concept ngọt ngào này của Sơn Tùng, Muộn Rồi Mà Sao Còn mang lại cảm giác gần gũi, thân thuộc và đúng chất của Sơn Tùng hơn. Tuy phong cách mang chút hơi hướng Hàn Quốc nhưng vẫn hợp visual của Sơn Tùng và nam ca sĩ có những góc quay rất ngọt ngào, đẹp trai trong MV mới này. Như vậy, sau nhiều tháng im ắng vì loạt ồn ào liên quan đến vấn đề âm nhạc và cá nhân, sản phẩm lần này của Sơn Tùng vẫn đang gây chú ý mạnh mẽ và lượt xem, tương tác vẫn tăng nhanh. Ca khúc được kỳ vọng sẽ mang về những thành tích tốt và khẳng định lại vị thế của nam ca sĩ trên thị trường âm nhạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trên kênh ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like, share và để lại bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!